Câu C nha mọi người. Câu C nói như thế này nè, trên tia đối tia AB nè, lấy điểm D sao cho độ này bằng độ này. Vậy độ này 3 nè, thì độ này cũng bằng 3 nha mọi người. Và M là trung điểm của thằng này. Vậy thằng này là bao nhiêu à? 1, thằng này là 2/4, vậy thằng này là 1/2, thằng này 1/2 nha mọi người. Rồi, chứng minh HD nhân AC bằng BD nhân MC. Rồi, khi gặp cái tỷ số này các bạn nghĩ ngay đó là hai tam giác đồng dạng. Vậy các bạn kiếm hai tam giác giúp L, đó là HDB. Tam giác HDB và tam giác, đây là A nha mọi người, ACM. Rồi các bạn vẽ hình vào để coi đúng hai cái tam giác đó không ạ. H đâu à? HDB, các bạn thấy nó chưa? HDB. Tiếp tục ACM đó, ACM. Ok chưa? Và các bạn nhìn vào những cái số liệu người ta cho. Ở đoạn này là 4 nè, đoạn này các bạn phải biết đây là 1/2 nè, được chưa? Bởi vì đoạn này bằng đoạn này chia 2. Và các bạn kiểm tra xem coi có dữ liệu nào chưa, dữ liệu nào để thỏa mãn đề bài chưa. Thì thứ nhất các bạn phải chứng minh cái góc này bằng cái góc này trước để chia, để có hai góc bằng nhau. Sau đó các bạn kiểm tra đến cạnh tỷ lệ, bởi vì đây số liệu này có nè, số này có nè, số này có, số này có. Thì các bạn kiểm tra bằng cách nào? Dùng máy tính. Thì các bạn dự đoán coi thằng này chia thằng này coi có bằng thằng này chia thằng này hay không, hoặc thằng này trên thằng này có bằng thằng này trên thằng này hay không. Thì các bạn bấm nè, 1.8 chia 1.2 bằng 3/2. Tương tự thằng này trên thằng này xem có phải bằng 3/2 không. 6 chia 4 bằng 3/2. Vậy cái cạnh đó tỷ lệ nhau, được chưa? Vậy bước đầu tiên mình phải chứng minh cái góc này bằng góc này. Thì muốn chứng minh hai cái góc này bằng nhau thì ta cũng xét hai tam giác đồng dạng. Đó là gì ạ? HAC và tam giác ABC. Đó, ta có thấy tam giác chưa? AHC thấy chưa? Và BAC các bạn thấy chưa? Hai cái, thứ nhất góc này là góc vuông bằng góc này, được chưa? Vậy ta có là AHC bằng BAC bằng 90 độ. Được chưa? Giả thuyết. Tiếp tục góc này là góc chung nè, các bạn nhìn kỹ nè, ACH với lại BAC, góc này là góc chung. Vậy ta có HCA bằng ACB, đây là góc chung. Suy ra hai tam giác đó đồng dạng. HC thiếu gì à? AHCA đồng dạng với tam giác AC thiếu gì à? ACB. Trường hợp góc. Từ đó suy ra gì à? HAC sẽ bằng HBA. Suy ra HAC bằng CBA. Đó, xong, được chưa? Rồi tiếp theo ta tính cái đoạn này thì ta có AM bằng AH chia 2 bằng 2/4 chia 2 ra 1/2. Lý do đó gì ạ? M là trung điểm của đoạn AH, được chưa? Sau đó các bạn xét hai tam giác đồng dạng nè, ta có tam giác HDM, HBM, HDM thấy chưa? Và AMC, thứ nhất góc này bằng góc này hoặc là góc này bằng góc này. Vậy ta có HBM B xin lỗi HB, D bằng MAC, bằng MAC. Đây là chứng minh trên. Tiếp tục nè, tiếp tục cái đoạn này nè, cái đoạn này trên đoạn này thấy không ạ? Đó là BH nè, trên cho AM bằng cái đoạn này nè, trên cái đoạn này đó là BD chia cho gì ạ? Chia cho AAC. Lý do các bạn giải thích ra đó là 1/8 phần 1/2 bằng 6/4 bằng 3/2. Rồi, vậy mình sẽ có góc cạnh tỷ lệ suy cái hai tam giác đó đồng dạng, đó là HBD đồng dạng với tam giác MAC. Trường hợp góc cạnh hồi xưa lại sẽ ghi là góc cạnh tỷ lệ, còn bây giờ không biết cô bạn ghi như thế nào nha các bạn.